Rồi 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 rồi. Kéo gần vào đến nơi mới được nhá. Rồi. Một em nữa. Cá to luôn này. Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video câu cá suối tiếp theo của mình. Mọi người ơi, hôm nay thì mình lại đến những cái khúc suối này. Bên trên chỗ hôm qua mình câu ấy này. Thì mình nua cá mương nha. Hy vọng là hôm nay cũng có nhiều cá to để quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu triển khai nha. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Được một em rồi nhá. Rồi, em đầu tiên của mình này. Này, con đầu tiên nha. Vào thùng. Tiếp tục nha, cả nhà. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Phép phát đầu tiên đã được cá rồi. Lại dính cá nữa rồi sao ấy. Đúng rồi. Nhưng mà có bé. Cục trợ ném của mình nó bị quay ngang. Kéo nó thấy nặng nặng. Tưởng cá to cơ, không phải. Cá bé quá. Tiếp tục này. Phát này hình như không được gì đâu. Rồi, dính rồi nha. Thêm một em nữa này. Thôi bong rồi. Con nó ăn mỏng thế nhỉ. Ăn nó mỏng dính nhá. Sẽ xúc động vào con cá cái này nó tụt rồi. Điểm này rõ đẹp mà lại cảnh nhẽ không có cá. Đi hai đường này chưa thấy con nào ăn cả. Rồi được một con bé tí. Này chắc mình thả đi thôi. Đây mình kéo gần vào đến nơi thì được một em nữa rồi nha. Đây mọi người. Con tiếp theo của mình này. Rồi, dính con em nữa. Rồi ra luôn.
Đấy, xảy rồi. Toàn táp trượt thôi mọi người ạ. Đây nha mọi người, vào đến bờ thì nó mới ăn. Tí nữa thì xảy mất. Rồi mình về được con tiếp theo rồi nha. Vào đến tận trong bờ, đang nhấc dây câu nên nó mới ăn. Rồi mình di chuyển đến điểm mới, phát ra dính một con cá to luôn này. Nên luôn này, cho lên bờ luôn, đỡ bị sợ sảy nhé, sợ mất nhé. Đây mọi người ơi, con cá mương hoa xanh nét luôn. Vào thùng. Rồi, một em nữa bé thôi. Mấy đường mới được một em này. Rồi, lại dính một em nữa này. Đây nha, lại một em mương hoa nữa. Cá to này đi điếu. Cá to này nó đi đâu hết rồi. Dính một em nữa rồi. Rồi, khả năng cá to rồi. To phết. Ôi mọi người ơi, con cá mương hoa nữa này. To chưa này. Rồi, tưởng không có cá to cơ, thế mà cũng được một em rồi. Cho vào thùng nha. Chiến tiếp. Rồi, một em nữa. Rồi, con này con mương trắng, không phải mương hoa nha. Nữa nào, bơi hết vào đây. Thank you.
Này này, được một em nữa này mọi người ơi. To to đấy, không bé lắm. Lại dính rồi nha. Lại dính một con nữa rồi. Phôi bong ra mất rồi. Rồi, dính rồi, lần này dính thật rồi. Này, sảy nữa đi. Trời nổi giông lại sắp mưa rồi mà. Cả nhà ơi, sắp phải chạy rồi. Rồi, dính cá rồi nha. Hy vọng là không bị sẩy mất. Rồi, được rồi mọi người ơi. Được một con nữa nha. Rồi, 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 rồi. Kéo gần vào đến nơi mới được nha. Thêm một con nữa này. Đây mọi người. Mông trắng nha. Không phải mông hoa. Rồi, lại được một em nữa. Ngon này nha. Rồi rồi rồi, lại dính một em nữa nha. Ui con này to này. Đó. Ui con này to nha. Mãi mới được một con to này. Này mọi người ơi, mãi mới được một con to nha. To vào thùng. Đây mình đi đến đây thì thấy có rau dớn, mình sẽ hái một ít rau dớn về để ăn nha. Tiên này. Trên đây có ngọn to này.
dưới này còn ngọn nữa. Để bên đây cũng có này. Đây mọi người ơi, mình hái được một nắm rau dớn này nhá. Tí nữa mình đi gặp chỗ nào thì mình sẽ hái tiếp. Giờ mình đi nua cá đã. Bên dưới cá nó đang nhảy rất nhiều nha mọi người. Không biết là nó nua nó có ăn không. Ôi, sấm chớp đùng đùng rồi. Khả năng phải chạy thôi mọi người ạ. Đây, lại thêm một em nữa này mọi người. Đi mất luôn. Đây mọi người ơi, mình báo cá hôm nay cho mọi người xem nha. Hôm nay còn được ít hơn hôm trước. Này, chắc được một đĩa thôi. Rồi giờ trời nó cũng mưa to rồi, mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.